Xin chào anh em đã quay trở lại với cái game mắt tạo. Thì mình chia sẻ một xíu về những cái vấn đề mà chơi chơi game mà những cái người mới hay gặp phải. Đó là cái vấn đề mà tại sao mình chơi mỗi một cái loại tàu thì mình cần biết cái tàu mình đang chơi làm nhiệm vụ gì để mà giúp đỡ cho đồng đội mình giành được một trận thắng. Thì mình đầu tiên thì tàu thì nó chia làm bốn loại, ai cũng biết rồi, thì nó cũng giống như trong bóng đá vậy đó. Thì nó cũng có tiền đạo, trung trung vệ, hậu vệ, rồi thủ môn. Thì trong game bắn tàu thì nó cũng chia làm bốn phần, thì tàu phóng lôi, tuần dương, tàu thiết giáp hạm và tàu sân bay. Thì nhiệm vụ của cái thằng tàu khu trục phóng lôi á, thì nó sẽ như thế nào, bắt đầu mình chơi thử một trận rồi mình phân tích. Trong một trận đấu mà để mà chiến thắng thì phải phối hợp những cái loại tàu một cách nhịp nhàng để mà tạo một trận thắng, chứ vô trận mà ai cũng chạy lung tung hết trơn, mạnh ai nấy bắn thì nói chung là rất là khó chiến thắng. Dù mình bắn giỏi đi chăng nào đi chăng nữa mà đồng đội mình cứ chạy lung tung, nó không có giúp đỡ được mình thì mình cũng tèo. Nhưng mà nói chung là những cái người mới hoặc là chơi những cái khắp tàu nhỏ thì thông thường là hai bên nó cũng lung tung như nhau, thì thằng nào hơn đó thắng thôi, bên nào giỏi hơn đó thắng. Thì nói về cái tàu mà khu trục đó, nó có nhiệm vụ như thế nào, thì ban đầu ví dụ như cái mà hiện tại là nó có ba cái phần để mình cách chơi, thì hoặc là có hay là không. Thì đầu tiên đó là do cái tàu phóng lôi này đó là nó khó phát hiện hơn. Mà nhiệm vụ chính của mình đó là đi lên lên trên đầu tiên để mà đồng đội mình phát hiện, để mình giúp đồng đội mình phát hiện ra đối thủ đó. Giống như mình đang đi lên nè, thì đồng đội mình sẽ phát hiện ra được là đối thủ nó sẽ đi xuống như thế nào, thì sẽ giúp đỡ được cho cái tàu tuần dương đó, nó tiêu diệt được những chiếc tàu như là khu trục của đối phương, hoặc là tránh né được thiết giáp hạm của đối phương. Còn những cái tàu thiết giáp hạm thì nó cũng né được, nó tránh được những cái tàu phóng lôi của mà đối phương, và nó sẽ biết trước được cái đường đi, và nó thứ nhất là biết trước đường đi và tránh né, thứ hai là tiêu diệt. Cái này là do mình nói cho nên cũng không có tập trung chơi game, như vậy thì cứ thấy cái gì bắn ở đó thôi. Thì như mình nói đó, thì mình cứ chạy, thứ nhất là mình chạy lòng vòng để mình phát hiện cái đối thủ. Cái thứ hai là cũng không nên chạy quá xa những cái tàu thiết giáp hạm của bên đội mình, để làm gì, để mà hạn chế những cái tàu khu trục của đối phương nó xuống, để nó tiêu diệt cái thiết giáp hạm của đội mình cứ lẩn quẩn lanh quanh đó, thì nó không thể nào xuống được, nó cũng ngắn như lôi của mình. Trừ khi nào mà những cái thằng pro quá thì mình không nói rồi, thì nó cứ xuống, nó xuống mà nó né được mình, mà nó giết được đồng đội mình thì đó mình không nói. Còn như mấy thằng bình thường vậy nó không hay thì mình cứ xuống, mình cứ bắn phụ được thì mình phóng phóng lôi tiêu diệt nó. Cái này là mình nói là những cái người nào mà cùng trong đội hiểu ý nhau mà chơi nha, chứ còn như mình bảo vệ gì nổi những cái người kia, mình ta cứ chạy lòng vòng hoài mà người ta đâu có theo mình đâu, mình theo người ta không thì cũng không được. Giống như đồng đội mình cứ chạy lên không mình theo không kịp,
mình cũng phải né chứ, nhưng mà mình bảo vệ được đồng đội của mình thì cũng góp một phần, cũng góp được một phần đó là tăng thêm phần chiến thắng. Còn những ai mà chơi giỏi thì ví dụ như vừa bảo vệ được đồng đội mà lại vừa tiêu diệt được đối thủ thì cái đó là quá tốt. Thì trong một trận thì tại vì quá nhiều đồng đội thì mình đâu có thể nào bảo vệ hết đồng đội của mình. Mình bảo vệ một người nào đó thì cái đó là những cái người bạn mình chơi chung hiểu ý với nhau thì nó sẽ góp phần rất là nhiều. Còn như mình chơi mà ngẫu nhiên kiểu này thì nó chạy lung tung, mình bảo vệ không kịp. Để nói là trong một cái đội thì mình chơi mới được. Còn những người lạ lạ chơi với nhau thì thôi đó mình không bàn. Thì như trường hợp này, nếu mà mình mà bên mình còn một thiết giáp hạm hỗ trợ cho mình thì mình lao đầu vô mình chơi với thiết giáp hạm vô địch luôn, chứ đâu giống như vậy mình lo mình chạy. Còn bây giờ máy bay ở trên nó gãy bơm kiểu này, mình hết máu rồi, lại gần nó phang trong phát cũng lên đường luôn. Rồi xong, thế là kết thúc vào khu trục. Bây giờ mình chơi đến tàu Tùng Dương nha. Nói chung là vừa nói vừa chơi thì mình cũng cứ thì cứ bắn vừa nói, bây giờ nó cũng không tập trung lắm, chơi được thôi chứ nói chung là không có hết sức mạnh. Đối với tàu mà chơi tàu Tùng Dương thì mình sẽ lên trước, ban đầu đầu trận thì mình lên trước để mình phát hiện ra được thiết giáp hạm và những cái tàu khu trục mình đang xuống. Nhưng mà phải trước đó là mình phải xem cái khu trục của đội nhà mình, phải lên chứ, lên trước mình mới lên theo. Như đằng này là có 2 chiếc nhưng mà nó nằm bên kia thì giờ mình lên trước, khi nào mình bị phát hiện thì mình sẽ lui về. Tại vì nếu mà thằng nào cấp chơi trước thì chắc chắn là đó là sẽ là tàu khu trục của đối phương, nó chạy xuống nó cấp chơi trước thì mình không thể nào mình nhào vô được. Thì mình cứ tiến lên, nhưng mà tiến lên khi nào mà bị phát giác, bị phát hiện ra thì mình sẽ lùi lại, mình đợi thiết giáp hạm của mình lên. Còn không đối thủ mà chưa xuống mình cứ cấp chơi được, mình cứ cấp chơi. Do nhiều người chơi mà đây nó phát hiện ra mình, một là nó mình dừng lại mình lui lại thì lỡ mà có ngư lôi nó phóng mình cũng né kịp, còn mình phát hiện ra mà là tàu của địch rồi thì mình do mình đạp nạp đạn nhanh, bởi vậy mình sẽ tiêu diệt những cái tàu khu trục của đối phương. Nhiệm vụ của mình là tiêu diệt tàu khu trục chứ không phải là để mà tiêu diệt thiết giáp hạm. Từ khi những em mà chơi hay quá hoặc là trận đó mình đang chiếm ưu thế thì mình hãy lao lên mà tiêu diệt cái tàu thiết giáp hạm, tại vì bản thân mình thấy Tùng Dương này không thể nào solo lại lại với cái thằng thiết giáp hạm rồi, thì mình cứ lãnh và lanh lanh quanh vậy là mình bảo vệ không cho những cái khu trục của đối phương tràn xuống. Nhiệm vụ mình làm như vậy thì mình sẽ góp phần được bảo vệ được những cái thiết giáp hạm của mình. Thiết giáp hạm của mình thì sẽ đối phó với những thiết giáp hạm của địch. Còn như Tùng Dương thì có thể đối phó với Tùng Dương. Nếu lúc rảnh tay rảnh chân không có
con chuột nó xuất hiện mình cứ xử nó. Rồi mình gặp con chuột là mình cứ bám con chuột bắn để bảo vệ thiết giáp hẹm, mình mới góp phần chiến thắng được. Bởi vì tại sao những người mà người ta chơi hay thường người ta chơi theo đội, người ta bắn rất là dữ, tại vì nó phân công ra hết rồi. Mình chạy mình dùng tuần dương mình chạy lanh quanh lẫn quẩn với cái thằng thiết giáp hạm của đội nhà thì không bao giờ cái thằng khô trục nó dám áp sát, nhưng mà trong khi đó cũng phải cẩn thận, mình xem coi trên bản đồ nhé, cẩn thận là coi thiết giáp hạm của đối phương có áp sát gần mình không. Ví dụ như mình thấy mà thiết giáp hạm của đội nhà mà nó cứ xông vô hai thằng solo thì mình thời gian đó nó gọi thì mình bắn khé, nó đâu quan tâm tới mình đâu, nó chỉ quan tâm tới thiết giáp hạm, thì lúc đó mình bắn khé được nhiều thì được ghi điểm nhiều. Đó là lúc mà trận địa đang có lợi cho mình. Khi đeo bám những cái khu trục của đối phương mình dứt nó, chứ đừng có đeo bám thiết giáp hạm làm gì. Rồi những cái trận chiến mà nó tuần dương không mà không có khu trục thì lúc đó thì thoải mái bắn nhau, nhưng mà né cái thằng thiết giáp hạm ra. Trận này mà không biết là do đội mình phùng hay hay là mình hỗ trợ, nhưng mà rõ ràng là trận địa đang chỉ còn một tên giặc và đội mình còn nguyên. Mà quên mình quên để ý là không biết đội bên địch nó có hay hay là không. Bây giờ thì còn có một giặc thôi thì mình cứ tiến lên bắn được nhiêu mình bắn. Cái này mà mình chơi diện như bảo vệ đồng đội thì cái lúc nào thì cái số điểm nó cũng không có cao được, nhưng mà góp phần chiến thắng. Mình kế tiếp mình sẽ chơi cái tàu thiết giáp hạm. Thì trong một cái trận trận chiến đó, thì thiết giáp hạm nó sẽ gọi là một cái con tàu mà gọi là cái phòng cái lớp mà chủ lực của trận đánh, mà tùy vào bên kia đối phương nó có nhiều thiết giáp hạm hay là, thì thông thường nó phân chia cũng khá là cân bằng. Thiết giáp hạm nó sẽ cân hết những cái tàu, nhưng mà nó không có đánh nhau được với cái tàu khu trục. Đó điều nên lưu ý là tại vì khu trục nó chạy nhanh lắm mà mình nạp đạn thì lại rất chậm, mà cứ bám theo nó hoài thì rất dễ là hay ăn đạn của thiết giáp hạm đối phương, vậy nên cũng nên cẩn thận. Thì ban đầu thì ai cũng cứ chạy lên đi, chạy lên khi nào mà bị phát hiện thì cứ lui lại.
cái nhiều cái người mới chơi thì thông thường cứ chạy đâm đầu thẳng lên, đâm hoài lên, thì mình đâm vô cái nhóm tàu của địch thì nó bắn một hàng một phát thôi là cũng đã muốn tèo rồi. Thì thiết giáp hạm là đầu tiên, thì nếu mà cái tầm bắn chưa tới cái thằng thiết giáp hạm đối phương thì gặp thằng nào thì xả thằng đó, nhưng mà ưu tiên thì bắn tuần dương. Như đây là bạn thấy ở bên bên trái của bản đồ là những cái tốp này nó đâm xuống, đâm xuống lẻ tẻ kiểu này, thì như mình đội bên mình đó, thì đâm xuống kiểu này thì cũng chết hết, không thể nào sống. Thì chơi thiết giáp hạm là cần họ bắn nhất là bắn giỏi, nhưng mà phải hỗ trợ lẫn nhau. Như đó cũng như là thấy cái thằng khu trục nó đang tràn xuống mình, nếu mình là đang cầm tuần dương thì mình sẽ xử lý cái thằng này để cho đồng đội mình nó xử lý những cái thằng thiết giáp hạm đang tràn xuống này. Nhưng mà này là nếu mà cái này mình gọi hỗ trợ thì chưa chắc gì nó đã hỗ trợ cho mình. Bởi vì nó những cái chiếc khu trục này nó cứ đâm xuống hoài là mình không có thời gian để mình xử lý những cái thằng thiết giáp hạm nó đang xuống. Mà không ai giúp mình đó, thì mình phải tự giúp mình thôi chứ làm sao. Thì lúc đó đồng nghĩa với việc là mình bán điểm không được nhiều, mà nếu mà giết được tàu khu trục rồi đó, thì mình cũng tèo, mình cũng hết máu nếu mình khéo léo. Nếu mà khu trục mà nó chơi tử chiến nó bay vô luôn á, chứ còn cái chuyện mà tàu khu trục mình nó người chơi mà newbie quá thì mình né được hơi lâu mình giết được đó, thì đó là mình không nói à. Nói không? Hồi nãy ba tàu nó tràn xuống, nó xuống nó chết hết rồi, tại vì tàu của mình bên mình nó không có lên, nó cứ gom 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 với nhau thì nó sẽ đỡ được thiệt hại hơn. Khi mà mình thấy cái tàu thiết giáp hạm của địch đó, mà nó tràn xuống mà lọt vào tầm ngắm của mình thì mình nên lui lại, tại vì trên đây nó còn một cái tàu khu trục của đối phương nó đang tràn xuống, mình tràn lên nữa mình không thể mình cân hai được đâu. Nếu mà hai mục tiêu ba mục tiêu mà thấy mục tiêu nào mà dễ bắn nhất đó, thì mình sẽ chọn mục tiêu đó, hoặc là những mục tiêu nào mà nó hết máu là hợp đồng giữa hai ba người để giết một mục tiêu đó, thì mình nên hợp đồng cái đó thì đồng đội sẽ gọi hỗ trợ. Thì thông thường nó chơi trong đội thì nó mới gọi hỗ trợ với nhau, nó còn chơi mà mạnh ai nó chơi kiểu này thì không thấy cái thằng nào mà tiện thì cứ đèn đó ra bụp thôi. Nhưng kia nó chạy quá xa rồi thì mà này chạy gần tới thì mình cứ đèn này ra bụp trước. Thế mình cũng đừng có ham, ví dụ như mình thấy mình giỏi quá thì mình cũng có thể mình đuổi theo. Nhưng trường hợp này thì bên địch nó còn ít tàu mình cũng có thể đuổi theo, nhưng mà thông thường đuổi theo chưa chắc mình đã bắn hay hơn người ta. Thông thường là cái những cái người mà đuổi theo nó hay bị mất lợi thế, cái người mà tấn tới nó dễ bị tiêu diệt hơn so với những cái người mà
đuổi theo người khác để tiêu diệt người ta. Này như cái mình đuổi người ta, nhưng mà tại cái thằng cái đối phương này nó hơi tệ, nó cứ đứng yên chỗ cho mình bắn thì mà càng gần nữa thì thôi mà hết giờ, nhưng mà cũng thắng. Rồi kế tiếp là mình chơi luôn cái tàu sân bay, thì do mỗi một trận đánh bởi vậy nó hơi thời gian hơi dài. Tàu sân bay thì có hai cách hỗ trợ, hai cách hỗ trợ cho đồng đội. Nói chung là em muốn chơi cách nào thì cũng được, tại vì tàu sân bay ấy, thì tầm bắn nó xa, thì mình có thể là mình tấn công tiêu diệt tàu sân bay của đối phương để mà tàu sân bay của đối phương ấy, nó không còn lên máy bay được, mà nó để phát hiện ra cái đồng đội của mình thì cũng là một cách hay. Nhưng mà đối với cách đó thì cũng rất là khó, tại vì tàu sân bay của đối phương nằm cũng quá xa đi, mà mình mà để mà tiêu diệt tàu sân bay của đối phương thì cũng là muốn hết giờ rồi. Mà tiêu diệt mà hết giờ vậy thì mình đã cũng không được nhiều điểm hết, mình bắn cũng không được nhiều máu, không được nhiều sát thương hết. Với lại thông thường tàu sân bay mình chạy lên một đoạn ngắn, mình tùy tùy bản đồ, tùy bản đồ mà mình sẽ bay lên nhiều hay ít. Như đây là thôi, mình chơi theo cách của mình là mình tiêu diệt những cái tàu nào gần là mình tiêu diệt trước. Tại vì mình mỗi một lần mà máy bay nó đi lên và đi xuống cũng có thời gian rất là lâu, nếu mà mình đi xa quá để mình tiêu diệt thì mình không có được nhiều điểm, mà còn không được hỗ trợ được đồng đội. Thì đối với tàu sân bay thì mình nên tiêu diệt, một là tuần dương, nếu mà phóng lâu giỏi thì tiêu diệt tuần dương, đánh bom thì nên đánh bom tuần dương cũng được, hoặc là thiết giáp hạm. Chứ mình không thể hỗ trợ đánh bom tàu khu trục được, trừ khi là những cái tàu tàu vàng nó có khả năng đánh bom tốt, hoặc là đánh nhiều bom, hoặc là chỉ huy của nó là nó lên cấp cao rồi. Mình chơi tàu sân bay mình tiêu diệt thiết giáp hạm là cho chắc. Chơi tàu sân bay mình cũng lưu ý, là coi tàu địch nó xuống để mình chạy, chứ để nó chạy xuống nó phát hiện ra mình là mình ăn hai loạt đạn là cũng xiết léo. Tàu địch nó xuống nó phát hiện ra mình này nè. Phải tiêu diệt nó thôi, càng sớm càng tốt. Tàu sân bay của Nhật Bản thì được cái là nó chạy rất là nhanh, còn tàu sân bay Mỹ nó chạy chậm lắm. Quả lực của nó thì gọi là, nói chung là nó là mạnh đi, nhưng mà nó chạy chậm lắm. Khi mà bị phát hiện ra rồi mình không có thoát được.
Vào sân bay thì mình cứ lanh quanh lẩn quẩn, một là phát hiện đối phương, thứ hai là tiêu diệt phụ đồng đội. Nhất là những cái tàu hủ tục này nó hay bị ẩn đó. Thì mình cứ cho máy bay ném bom đi theo nó, hoặc là lấy dùng máy bay quần đó. Hoặc là đồng đội mà kêu hỗ trợ máy bay thì mình cũng nên cho một chiếc quần đó, cho đồng đội mình thấy đường mà bắn. Chứ nhiều lúc mình cũng cần đang tiêu diệt mục tiêu mà tự nhiên nó hút mất tiêu đội đồng đội, cho máy bay quần mà rồi cuối cùng nó cũng im ru luôn. Cái này mình cứ quần đó, cho đồng đội thấy được cứ bắn, mình không cần phải ném, mình ném được còn giỏi thì mình ném, tại vì phóng lôi rồi ném này thì hơi khó. Khoan, giờ mình cho máy bay cho bơm lên, nó theo thì không thể nào nó xét mục tiêu được mà hỗ trợ được đồng đội mình bắn nữa. Mục đích của tàu sân bay là vậy, như đen khuất vậy đồng đội mình đâu có thể nào bắn được, nhưng mà mình dùng bơm mình vượt nó để đồng đội mình phát hiện ra tiêu diệt. Nhất là tiêu diệt được nó thì mình cũng được an toàn. Khi mà bên dưới nó đã an toàn thì mình thoải mái, mình lên trên mình tiêu diệt đối thủ. Chúng nó chơi tàu sân bay thì chủ yếu là hỗ trợ đồng đội tìm kiếm được địch, thứ hai là hỗ trợ đồng đội tiêu diệt đối thủ, là mình cũng góp phần được rất là nhiều để mà giành chiến thắng. Như đây tàu sân bay của đối phương nó còn lại nó hơi xa, chứ nếu mà gần thì mình lên mình hỗ trợ đồng đội của mình để cho thiết giáp hạm nó thấy được nó bắn. Và đằng này thì nó quá xa, cũng hết giờ rồi nhưng mà mình vẫn chiến thắng. Đó, như vậy là mình mới hướng dẫn cho những cái người mới chơi, chứ còn cao thủ quá là mình không nói. Thì những người mới chơi nên làm theo cách này thì cũng góp phần rất là nhiều chiến thắng. Đó là đối với ai muốn làm nên chiến thắng, còn đối với ai muốn đánh cá nhân thì đánh cá nhân, thì đánh cá nhân thì mặc ai nó đánh. Thì thứ nhất là mình không được hỗ trợ lẫn nhau thì mình cũng chết à, mình cứ ào ào lên một mình cũng chết. Còn mình ỷ mình giỏi mình lên thì cũng khó thắng được, một đấu một thì mình thắng đi, nhưng mà một mà ba chiếc hai chiếc nó dí thì cũng, người ta nói là một hai đến một không chục cũng què đó. Thì mình có nhiều cái kinh nghiệm vậy mình chia sẻ cho các bạn, thì anh em nào mà thấy hay thì làm theo, còn thấy mà không hay thì thôi. Chứ mình cũng không có gọi là cao thủ, mình cũng chơi được, chơi thì cũng lâu nhưng mà chơi game thì cũng không hay lắm, nhưng mà có chút xíu kinh nghiệm đó thì giúp
giúp cho mấy anh em mới chơi thì sẽ nắm được một số cái kinh nghiệm. Rồi, xin chào anh em.